Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng giới thiệu cho anh em một chiếc âm ly mới về. Sản phẩm này là của hãng Pioneer. Model của nó là AD5A. Chiếc âm ly này sử dụng sản xuất của những cuối những thập niên 90, đầu những thập niên 2000, và nó sẽ cải tiến được một số sản chi tiết để tạo ra cái sự cạnh tranh của các hãng khác, và chất âm của nó sẽ nổi bật và chất âm sẽ ngày càng sẽ tốt hơn. Đây là sử dụng sò MOSFET, sò là cũng đã tạo ra cái âm thanh được cái tiếng bass trầm sâu và tiếng rất sáng. Lưu ý là anh em là tiếng rất sáng nhé, và tơi nhuyễn và ghép rất dễ ghép những cái đôi loa. Và hiện tại là em đang ghép những cái đôi loa Mỹ Calib KG4. Sản phẩm này là mặt vàng chanh, vàng gold đấy, rất là đẹp. Và các cái bên trong thì được bọc được tráng lớp đồng chống nhiễu, nên và cái sản phẩm về cũng rất là mới. Con này có bề ngang là 43, cao là gần 14 cm, và sâu là 28, cộng cả volume nữa phải tầm 29, gần 30. Và đây em sẽ giới thiệu cho anh em coi, cho anh em xem những chức năng để con này là nút nguồn, đây là cái nút bắt tín hiệu của điều khiển, đây là cầu A và cầu B. Đấy, cầu A và cầu B, đây là nút bát, bát này, bát, đây là chép. Đấy, anh em xem nó tiếng nó rõ ràng. Đây là nốt led này. Đấy, tiếng nốt led thì khi mà tắt đi nó cảm thấy âm thanh nó sẽ nhỏ đi và cảm thấy nó tiếng bass nó mỏng. Khi mà bật nốt led lên thì tiếng âm thanh nó sẽ nổi lên. Và đây là volume tổng. Ngoài cái volume tổng thì nó sẽ có một cái bọc ở ngoài, một cái viền ở ngoài màu vàng. Rất sáng, rất sáng. Đây là nút tắt tiếng. Đấy, tắt tiếng này. Ở đây là nút direct. Nút direct này có cái tác dụng là oánh thẳng mạch âm sắc, không qua các cái mạch âm sắc này. Khi tắt đi nhá, khi bật cái direct lên thì cái nút các cái nút bass test này sẽ không có tác dụng, kể cả ba lăng. Kể cả ba lăng nó sẽ không có tác dụng nữa. Nó chạy thẳng. Đấy, khi mình tắt cái này đi, đấy, thì tiếng nó sẽ khác. Còn đây là ba lăng, đây là các cái nút chuyển kênh CD tuner, test B1, AUX, đấy, và cái này nút mới đây là cái chữ của anh Nhật, anh ấy dán vào. Có thể là anh em không cần thì có thể bóc ra. Đấy, ở đây là cái nút chuyển các cái cầu để thu thì mình cũng không sử dụng tới. Đây em sẽ lia cho anh em một là đấy, con này đẹp, rất là đẹp luôn. Đây em gửi cho anh em xem. Đấy, em lia cho con này đẹp, rất đẹp. Đây. Đây là cái ngoài, cái hộp nắp bên ngoài. Cái nắp bên ngoài còn rất đẹp anh em nhé. Đấy, nắp bên ngoài còn rất đẹp. Đây. Nắp bên ngoài đây. Đấy. Còn rất đẹp. Và đây. Đây là cái tối giản của cái âm ly.
thì nó sử dụng cái nguồn xuyền mà nó không có cái vỏ bọc bằng sắt để cho nó bớt đi được cái độ nặng của nó, ấy, nó bớt đi. Và các cái linh kiện của nó thì rất là sáng và mới, anh em xem mạch của nó này. Đấy. Hai con tụ rất là mới, hai con tụ xanh, tụ nguồn này. Đấy. Và đây đây là vế bên này là có hai con sò một phép, nó có mỗi con nó độc lập một cái tỏa nhiệt riêng. Bên này cũng thế, mỗi con nó độc lập một tỏa nhiệt riêng. Đấy, còn tất cả bên trong là nó bọc lớp đồng để chống nhiễu, anh em xem mạch rất sáng. Rất là sáng anh em nhé. Và cái nguồn và cầu chỉ vẫn còn nguyên, nguyên zin, nguồn nguyên zin. Đây em sẽ giới thiệu đằng sau. Các cái ở đằng bên cạnh này trông vẫn còn đẹp không? Đây em xem, em chiếu cho bên này anh em xem. Rất là mới, rất là mới, mạch còn nguyên, mới lắm. Đây em sẽ giới thiệu đằng sau cho anh em xem. Anh em xem này, quá mới chứ không phải gì, quá mới. Đấy. Đầu tiên là điện 100V, công suất 160W, tần số 50-60Hz, series của nó là 2253GB, Pioneer. Và các cái cọc như thế này nhé, những cái cọc mà này nó vẫn còn sáng choang, nó đều mạ vàng hết anh em nhé, đều mạ vàng hết. Và đây là cầu B, cầu A. Cái con này nó có một cái điều đặc biệt hơn những cái âm ly khác là cầu B nó bên trên và cầu A nó ở dưới. Đấy. Cầu A và cầu B thì cầu B nó lại ở bên trên nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé. Đấy. Thì sử đánh A, B độc lập thì từ 6 đến 10, từ 4 đến 16 ôm. Mà đánh hai cầu A và B thì từ 8 đến 32 ôm. Thì anh em lưu ý là khi đánh hai đôi loa cùng một lúc thì anh em sẽ chọn những cái đôi loa trở kháng từ 8 ôm trở lên. Còn ở đây là những cái ổ phích cắm để nối tiếp những cái thiết bị điện tử, anh em mình cắm nối tiếp thêm. Đây là dây nguồn độc lập, anh em có thể tháo ra được, tháo ra được. Hiện nay em đang ghép phối ghép với cả đôi loa Calip KG4, tiếng rất hay và sáng. Còn Calip KG4 thì anh em cũng tìm hiểu thêm. Và anh em nào mà quan tâm đến đôi Calip KG4 thì em sẽ có một clip mà giới thiệu riêng. Đấy. Đấy. Anh em xem. Đấy, tiếng bát rất dày. Thank you.
chuyển cầu, anh em có thể chuyển cầu sang đầy bà lăng. Vâng, anh em đang xem cái clip của em thì cũng cho em xin một like, và anh em xem mà chưa đăng ký thì hãy nhấn nút đăng ký kênh của em và nhấn nút chuông theo dõi để nhận được những thông báo, được những cái sản phẩm mới nhất mà em đã về để em giới thiệu trên clip. Và anh em cảm thấy ưng sản phẩm nào và em cũng báo giá để cho anh em ưng sản phẩm nào thì anh em có thể sở hữu được những sản phẩm ưng ý nhất. Và anh em cũng thấy cái clip của em mà thấy hay thì anh em cũng bình luận giúp cho em và cũng like một lời để cho bài em được luôn luôn được đẩy lên, được nhiều người biết đến. Và cái clip của em mà không hay thì anh em cũng đóng góp ý kiến giúp cho em để em được nâng cao được cái chất lượng cái clip ngày càng tốt hơn. Và cuối cùng em cũng báo giá cho anh em chiếc sản phẩm Pioneer AD5A, sản phẩm là có giá 3.900.000, giá không bao ship. Anh em nào quan tâm thì có thể alo hoặc là vào số Zalo hoặc Facebook của em để em gửi những hình ảnh chi tiết và theo dõi thêm em bán hàng như thế nào. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.